Đây, chào mừng cô bác video tiếp theo. Gì em Nhân? Không lên thăm anh hả? Nè, anh Thông nè. Khỏe không em? Ờ, đây mạng, mạng kém quá. Đây, chuẩn bị có vợ lần hai. Có vợ rồi, thôi. Anh Thông á? Biết anh không? Thôi giữ gìn sức khỏe đi nha. Dạ. Nay vô bệnh viện nữa hả con? À, tập vật liệu hả? Vật lý trị liệu. Trước nhất thì Phong Nguyễn Khánh Nguyễn gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác mạnh thường quân, quý khán giả ha. Và tiếp tục là đoạn video tiếp theo mà Phong Nguyễn chia sẻ về những cái hình ảnh mà của những bà con ở dưới Tiền Giang. À, hôm ta dạo bà cô bác đi con. Ôi ơi, chơi bóng trụng nữa. Ôi ơi, dữ dằn vậy ta. Nên không con? Ngon. Muốn không bóng trụng nha. Dạ. Ờ, à, bà đó. Dạ. Nè, gì đâu nói không được, nói đại đi. Không sao? Nè, à, khỏe nè. Khỏe, ngon lành. Trời ơi, không biết ai khỏe hơn ai à. Dạ anh nè. Chào em nha. Dạ chị. Dạ. Em khỏe không? Dạ anh em khỏe rồi. Rồi em cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Có chuyến nào anh đi nghe anh ghé thăm em nha. Dạ. Em cũng nghe anh. Dạ anh cũng nghe anh. Nay em đáp anh được rồi đó. Đội đáp anh được hả? Đáp anh chắc thủ môn quá. Ờ à, thôi cố gắng lên. Có mạnh thường quân tiếp sức mình vậy là mình mạnh mẽ lên. Dán nhiều niệm Phật nhiều vô nha. Rồi à, cảm ơn em với gia đình em cũng giờ bệnh vậy cũng gửi quà nữa. Rồi dạ okay. Này nhà đang trồn rỗi mực quá. Chỗ bắp chuối củ cải đỏ hấp dẫn quá. Với dưa dầm nữa. Đây thịt còn vịt. Vịt hồi nãy thì mấy cô mấy chị đem bên đây thì làm sẵn rồi. Đem bên đây nông bà cô bác. Dạ trời sức khỏe luôn đó. Nãy đem vô giờ là tổng kết hả cô hai. Còn này có mẹ con Hà. Dạ. Gửi rồi chúc con. Sao nãy giờ con suy nghĩ cô Hà là cô nào không nhớ luôn. Chỗ Tây Hồ. Trên nhà dì Hai chút em. Chỗ ở Tây Hồ mình đi thẳng ra vậy hôm bữa con đưa dì Hai về bằng đêm đó. À. Rồi đi lên vậy nè. Đi lên vậy nè. Mất luôn. Đã hai đứa con. À, con cũng không nhớ luôn. Thôi cũng cảm ơn luôn. Không nhớ thiệt luôn. Nhiều người quá đâu có nhớ nổi. Dạ. Hôm qua nói bộ nghe nói là bà đi với ấy hay gì. Nói ừ đi thăm Nguyễn bữa coi rồi la thì vậy bà cho con gửi con định bóp, đi bóp bóp này quen quá anh chị. À, cái bóp này em biết của ai không? À, dạ. Của chị Hương Phùng tặng cho chị á, mà lúc nào chị đi đâu chị cũng hay mang theo em. Dạ. À, trong này em có tiền mang theo chị để điện thoại. À, nói không có tiền không tin phải tháo cho coi liền chứ. À, tháo ra coi liền hả? Mà nãy em nhìn là biết rồi chứ bộ cố tình giờ, để bây giờ nếu mà tháo ra là trong này có 250 chục ngàn em. 250 ở đây nè thì có 250 chục ngàn thôi với cái điện thoại. Trời ơi, thuốc lá nè, hút lá có cái đó có hại cho sức khỏe. Cái tò thuốc. Đó là tòa thuốc không có gì hết. Vậy đó, đó em thấy không? Để nhiều ngăn quá đâu có biết được. Này là chị Hương Phùng cho chị lúc nào chị cũng mang theo em. Yeah. Ừ, chị cũng cảm ơn chị mà chị mới có phần quà giống như vậy nè. Chứ chị không có khả năng chị mua. Không có nói thiệt, chị cái này mấy triệu bạc chị đâu có tiền để chị mua. Yeah. Chị cũng cảm ơn chị nhiều. Thôi thẳng đây chị cũng thay mặt... thôi thôi giờ chị ở đây thì chị cũng cảm ơn chị đã giúp đỡ cho chị một cái vở trách chị này Hảo đi tới nè. Đâu hôm bữa thì chị Hảo với chị Hai nữa. Dạ. À, gửi quà cho mấy chị ha. Dạ. Ừ. Rồi chị Hai nữa, đồng nghiệp chị Hai bác chị bệnh mà chị cũng có gửi quà cho chị nữa, chị cũng cảm ơn chị Hai rất nhiều. Dạ, chúc chị Hai được nhiều sức khỏe. Dạ.
Còn cái phần này thì cổ chị Hương Phùng, chị cũng chúc chị Hương Phùng được chị Ha, chị Hương Phùng được nhiều sức khỏe. Anh chống anh cười à. Rồi, chuẩn bị nhập tiệc hay gì ha. Dạ. Tụi nghiệp mấy chị Hương Phùng cái giỏ sách đi. Anh xin tụi nghiệp mấy chị chỉ bệnh mà chỉ còn lo cho bà con ở đây nữa, cũng tụi nghiệp quá. Rồi. Cảm ơn những phần quà của bà con ở dưới Tiền Giang gửi lên ha. Này nặng tình nặng nghĩa vậy lắm á. Không có gì hơn, hai chúc Phương Án được trời giàu sức khỏe để tiếp tục đi giúp những người khó khăn, để tim mặt giàu của ít mà lòng nhiều, rồi dài mãi mãi luôn. Rồi chúc cho các chị ở bên kia cũng được dồi dào sức khỏe, chị Hảo rồi anh Di rồi chị Thu Hà rồi chị Hai, chúc tất cả cô Phùng đồ luôn xin có nhiều lời xin chào. Dạ, cảm ơn cô Hà ha. Thì thấy chị đến bệnh mà còn lo cho em nữa. Dạ. Có anh tài xế anh Nồng. Tài xế đẹp trai. Còn anh Ba muốn nói gì không? Thôi đi. Đang nằm dưỡng thương hả anh? Nằm dưỡng thương hả? Nói gì không anh cháu? Thôi em cũng cảm ơn chị Hương Phùng. Mai mốt chị Hương Phùng có về cho em cái giỏ sách y như chị Kim Cương vậy đó. Trời ơi, chẳng lẽ anh muốn làm BD hả anh? Em cũng cảm ơn chị Hảo với chị Hương Phùng với chị Hai gửi quà cho em đó. Cảm ơn chị nhiều lắm Giai. Em muốn chúc chị dồi dào sức khỏe. Dạ. Đang giúp đỡ cho bà con nghèo ở quê mình. Cảm ơn chị. Quê em còn nghèo lắm. Quê em còn nghèo lắm chị Hai ơi. Rồi chuẩn bị mình nhập tiệc. Rồi quá quý. Chuẩn bị mời ông tài xế rồi lên luôn. Quá quý luôn á chị. Ở cái hậu bữa nay nước lớn lên nhờ, nhờ cá nó bơi quá trời. Có ốc nước không? Cá ốc rồi đủ thứ anh mà quá. Có nuôi không? Có nuôi ốc không mà? Em bữa có cá cạn ở ngoài á, nhà bắt cũng thả vô đây cho nó sống luôn. Chứ thay vì ở nhà cũng không có ăn. Thả sông suối cũng vậy thôi, thả trong hào luôn bà cô bác. Rồi bé Sáu rồi ăn chưa xong nữa gì đi. Ờ cá lóc bữa thả đó, bữa thả già cũng 5-6 kg lương xuống hào nữa chứ. Cặp mé này nữa, cặp mé này nữa. Rồi thôi lên ngồi luôn anh ơi, dùng đi để còn về nữa. Rồi lên anh, lúc về còn rảnh dạ. Rồi hả? Dạ. Còn rảnh mà. Rảnh. Dạ. Nó quay qua đây cũng được anh. Dạ. Anh chống đẩy giùm em chiếc xe này ra đi, để ra đây đó. Ở dưới đây ngồi có bộ mát hơn à. Trời ơi, xu làm gì tắm đi xu. Hết nó nổi xu luôn rồi. À, dưới đây thấy mát hơn á. Rồi trên đây nó nắng à. Dạ. Này dịch dịch quay. Dịch quay với cháu ăn với nước mắm gừng. Quá trời chất lượng luôn. Thế từ từ đi em, để ba với ấy dưới đây cho nó mát. Trên nó hồng lắm. Đó, dạ. Chị Kim Cương ăn gì vậy chị Kim Cương? Ăn gì vậy? Gỏi vịt nè em. Chị làm gỏi vịt thì chị thử coi ngon không? Mà thấy ngon á em. Dạ. Chị trộn hả? À, làm ngon. Cô bác mình mời bà con cô bác ăn ha. Dạ dạ. Dạ. Này tính già là tới 5 đồ bếp luôn. 5 đồ bếp. Chắc cô Hai là bếp trưởng quá. Dạ.
Dạ chị. Còn hơi đỏ. Chưa có mềm ha. Trời ơi, nực quá, đi tắm luôn, tự động tắm luôn. Quá nực rồi. Hết nước rồi. Đây, cô hai là ăn chay trường suốt luôn. À, bây giờ ăn bún với cần cua. Hủ tiếu chay. Hủ tiếu chay. Lấy nước sôi trong đó đó cô. Phải phí còn mình nhỏ lên xuống đây rồi. Dạ. Giờ chắc cũng đi về của Phật rồi cô. Thôi cũng đừng có buồn. Giờ mà có mẹ con rồi, giờ về thấy nhà quanh nhất là có mình ơn thì cũng... Dạ, không, nó cũng bên cạnh cô mà. Chứ không đi đâu xa đâu, cũng bên cạnh mình. Mình suy nghĩ nó bên cạnh mình, nó sẽ bên cạnh mình thôi. Nước tường nó làm sao mà đen hết rồi. Cái nước trước hay gì á? Tường trong tường ớt thôi. Nó bị làm nó kẹo. Ủa tường gì? Tường tường lại bên thịt vịt quay. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Có gì đâu sao rồi. Dạ. Chúng ta phiếu có gì thăm nhà mình sao nên thăm cháu. Dạ. Cũng người nhà sức khỏe mạnh mẽ. Dạ. Dạ. Nước ở đây uống cho mau lành mạnh. Dạ, không khỏe nhiều rồi. À, cô mấy chị mấy cô xuống đây là khỏe dữ lắm rồi. Khỏe mừng quá. Dạ, dạ. Dạ, cô. Đồ bếp chính da tay. Một đồ bếp chính là phải lấy cái khăn quấn quấn tóc lại nữa. Mới giống. Trời ơi, xu ở đây nữa. Bước lên trên. Nhắn dít không đó. Còn đứa nào đó không nữa. Cô không vào ngoài đây nha. Em xu. Chín mềm rồi đó mọi người. Cái này nó hơn hơn con chua ấy. Hơn chua. Chua sao hả? Con mới vừa trộn trộn rồi. Ừ, con mồi cho con ra lại hút em xếp cho chị một miếng. Thôi có cái kia rồi. Hả? Dạ. Em. Dạ. Này chắc ăn gỏi được không ạ? Em đúng không? Không, mình chưa ăn được. Đừng ăn gỏi. Dịch tiên hồi chị để cho em. Dịch ha. Nhìn được thì khỏi sợ cắt cái chua. Hồi nó như miếng cho không miễn cho. Mình có lấy ghéo là bé mà mình ăn. Được rồi, cô hai lên ăn chung với anh Bình. Ăn bún. Bún với nước tương. Đợt này ăn có một mình à. À, của cô He là duyên là một mâm. Chặt thịt. Nóng quá bởi vậy. Trời ơi. Nóng quá. Bất ổn quá. Bất ổn quá chị ơi. Nóng thiệt. Thì ngồi mình cầm nó dễ chặt hơn á. Xì khối luôn quá. Không có được phải không?
Thôi công nhận vịt này nó thịt dữ à. Gạo nó văng đầy mặt đầy mày. Bình thường đi xuống dưới cũng hay đi ăn cháo vịt, bởi vậy chỉ mua vịt đó mọi người. Này nặng cân dữ rồi chị. Nóng quá chị dán ra hai cái mấy. À giờ nó trứng rồi đó. À. Cái nồi cháo nó bốc tay nè, bốc khói. Bốc khói luôn rồi. Cái nghĩa làm cho không Nguyễn nghĩa. Nghĩa thịt thằng cô hai đang chuẩn bị một mâm riêng. Mâm riêng qua đây. Bóng bóng nó dễ ăn, không nghĩ ăn. Cho anh cục mình. Dữ vậy, xuống mánh như vậy. Mày thôi ăn rồi. Thì chặt thì chặt, mày ăn mày mấy à. Kệ. Chặt lỡ lấy nó nóng dữ à. Không ngồi hết mấy miếng ngọt này. Nóng dữ à. Nóng. Vừa chín tới rồi. Dạ. Sao vô lấy đi. Tổ đi con. Lấy cái dạ, dạ. Đó, lấy hai tử thử đi đã cháo. Hay là lấy cái nồi lẩu. Có cái ục dần dần chứ. Cái nồi này được không mẹ? Tại mình chặt nó dần. Ừ. Tại nó cũng đậm. Ừ. Lấy chút xíu luôn hết rồi. Tay cô đó con. Ừ. Cái này không chừa một nhẫn này bé hả? Được rồi, 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 chứ không có đen như vậy. Đồ bếp thượng hạng không mà bởi vậy. Giờ múc ra luôn nha mẹ. Để nó sâu lên chút đi con, để nó hơi cứng. Để tí nước đi. Ừ, nãy hơi cứng cái để vô miếng. Ừ. Sáng thì con ai vậy chứ chứ? Dạ. Tài xế hả? Ừ. Con cũng cao người bánh á, cháu và đâm beo. Ủa vậy ha? Ủa con bự vậy hả? Hèn kia hồi sáu giờ đi đâu không biết ông đâu. Con bánh. Mẹ nó có nít đâu nó cha. Con bánh này cháu và bà chánh. Ừ, chánh ừ. Đó. Không biết hả? Đi. Mà không biết con á. Ừ. Ừ. Cũng nó chín không? Có ờ... Chín rồi. Ờ, đúng không? Nhột cái mẹ ra chặt cục quýt hơn chặt thịt nữa. Nè. Cái cô bác ghé nhà thấy vui quá. Ghé chơi rồi tự nấu nướng tự ăn luôn. Chưa mấy đứa nhỏ. Được rồi cô ơi, bỏ em đây trộn đi không sao đi. Ừ. Trời thôi được rồi cô ơi. Cô bỏ nhiều con ăn hết cũng vậy hả? Thôi ăn đồ chi dữ vậy. Có làm được tích sự gì đâu. Ăn nhiều quá thì mau khỏe. Mạnh mẽ. Thời mai mốt đó là không có gì hết nữa. Có làm được tích sự gì đâu mà ăn chi cho cố. Rồi. Xong. Dạ.
Lấy cái nước, con đừng đổ cho nước nhiều quá. Ấy ra thôi à. Dạ, chắc nó vậy. Hấp dẫn quá mà cô. Quá trời thịt rồi. Cô chừa cho mấy đứa nhỏ. Cô chừa cho mấy đứa nhỏ á. Để cho cháu nữa chứ là mình lấy mình ăn, mình cháu không có đâu. Dạ. Ừ, trộn đều lên cho nó thấm đi. Ngồi đây đang làm sột sẹt vậy đó. Đấy. Làm tới đâu dọn giữa tới đó luôn bà cô bác. Sợ nhà cực. Đấy, chỉ với mấy cô làm sạch sẽ hết. Rồi chuẩn bị lên dùng bữa. Sáng giờ ăn uống gì chứ chị? Chưa, chị đợi xuống đây chị ăn mà. Trời ơi, sáng giờ chưa ăn vậy luôn. Ừ, chị đợi xuống đây, chị mới đi bán về rồi chị xuống luôn á em. Trời ơi, tính ra cũng 1 giờ mấy ha. Ừ, chị đi mấy bán 2 giờ á. Bữa nay chị bán hơi ít hơn, đừng canh thủ đi xuống. Chứ để bán nhiều. Bữa nay ăn nhiệt tình nha, bữa hôm bữa thấy ăn ít quá. Ăn hết rồi mới về nha. Dạ. Nhiều quá, bữa không còn để lại á. Để cho nó thấm luôn rồi sao mẹ? Múc lên luôn đi, con lấy cái giá nãy bự đó múc vô. Ừ, rồi cái này nướng sáo hả? Dạ, 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 thấy thịt trên. Ừ. Rồi, sôi sôi. Chuẩn bị nhập tiệc. Hôm nay nhà Phong làm ham không? Bỏ đại đi cô đem chảnh ăn hết đi. Đem hết đi chứ để chiều nó không ngon lành gì hết trơn. Nay làm nhà mình làm heo mâm á mà. Thôi cái bu câu dựng đứng lên luôn. Em mới gần đây cái bệnh chị trà xuống chị thẳng hai chị xa quá, chị Thảo với chị Hai bệnh lắm, bệnh dạ. Không đi thăm được. Rồi. Đây. Thôi lên nhập tiệc ông bà cô bác. Chắc khép chương trình luôn, nhập tiệc để cho mấy anh chị tự nhiên ha, chị ha. Dạ. Cũng cảm ơn mấy cô mấy chị nhiều chị ha. Chị cũng xuống đây, chị cũng chúc em được nhiều sức khỏe ha. Múc ôm múc đừng vậy nữa. Ờ trời ơi, đâu có sao, từ nhà chị đi xuống nhà em chừng giữ mấy tiếng, mấy hai tiếng à. Dạ. Ờ. Có hổm chị Hảo với chị Hai bệnh rồi sao quá mình không có đi thăm được. Dạ. Giờ ở đây thì hai chị chắc cũng khỏe rồi hả em? Dạ khỏe nhiều, với mấy chị cũng khỏe nhiều chứ. Dạ. Em cũng thay mặt mấy người chị của em cảm ơn mấy chị mấy cô nhiều nha. Dạ. Đây chỉ hỏi thăm thôi chứ hồi sao quá mình không có đi được. Dạ. Dạ. Thôi Phong Nguyễn cũng với Khánh Nguyễn cảm ơn bà cô bác rất là nhiều. Chúc ông bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình nha. Hẹn bà cô bác những đoạn video clip tiếp theo nha. Rồi chào bà cô bác luôn. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Mẹ cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi không thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á thì có thể liên hệ trực tiếp
cho gia đình.